Mình tiếp tục nói về cây lan thiên nga này, thì cây lan này nó như vậy, khi nó lên một thân như vậy ha, thì nó sẽ lên một cái thân mới năm sau, một năm một thân, thì nó phát triển xong rồi nó có sức khỏe, thường nó cao cỡ về là nó có hoa, thì nó có hoa thì trước khi có hoa thì cây chưa cụt lá đâu, khi nó qua lần đầu tiên á, thì nó sẽ vàng vàng cái lá thôi, thì nó ra rồi cũng lá nó cũng ra hoa, coi như một năm có thể ra hoa được 3 lần nếu cây khỏe mạnh, cây cao. Rồi còn cây khi chúng ta mà cái cây rụng lá này nè, chúng ta muốn nhân giống thì chúng ta cắt cái đuôi này ra, chúng ta lấy cái củ già là chúng ta nhân giống, chứ không nó sẽ tự quỷ khá ủ. Còn cây này nó sẽ phát triển tiếp để chúng ta nhân giống tiếp. Thì cây thiên nga nếu chúng ta trồng là một giò to thì đẹp lắm, hoa nó thơm to bự và nó rủ xuống quyến rũ, và một giò thiên nga đẹp thì cực kỳ quyến rũ luôn. Chúng ta trồng chơi tầm bậy không đẹp thì nó không đẹp thôi, chứ nếu trồng mà thật sự đạt thì nó đẹp lắm. Mình có thấy có nhiều giò thiên nga những anh trồng đẹp đẹp cực kỳ luôn, rất là dễ thương. Thì mong rằng chúng ta hãy lựa những giò thiên nga sớm để chúng ta chơi và có những giò lan đẹp trong vườn mình. Thì đây là dòng thiên nga cây con và có 3 màu lẫn lộn, thì mình không có lựa được màu. Trong đây đặc biệt có thêm màu đen rất là quý giá. Nếu một cây về màu đen, nếu mà phân định ra được thì nó có thể bán tầm gần 200 ngàn, nhưng mà cây này thì dưới 100 ngàn thôi đã mua được rồi. Tức là trong đám này là chúng ta giá dưới 100 ngàn các bạn ha, thì chúng ta hãy hỏi giá và xem giá ở phần bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé, xin chào các bạn. Chào các bạn, bây giờ mà bên công ty Magui mình đang bán cây thiên nga con. Đây là thiên nga con, cây đang phát triển rất là mạnh, nhưng mà cây này nó là có tới 3 màu. Thì hiện tại bây giờ mình cũng không có phân biệt rõ lắm về 3 màu này thế nào, nhưng cố gắng thôi. Ví dụ như cây mà loại thân dài vậy thì thường là màu đỏ, còn thân mà củ tròn mập lùng thì thường là màu vàng, và những cây mà lá ánh đen vậy thì thường nó là màu đen. Thì trong đây nó có 3 màu là màu đỏ, màu vàng và màu đen. Thì mình bán đủ màu thôi chứ không có lựa được màu. Thì các bạn nào trúng được màu đen thì coi như là tuyệt vời, còn không những màu khác thì giá cũng bình dân thôi, thì màu nào cũng giá như nhau hết. Thì cây lan thiên nga này thì mình đang bán cái sản phẩm này, thì cây nào mà nó chưa có bám tốt chất chồng mình lấy về mình giao luôn, còn cây nào mà nó đã bám chặt tốt như cây này rồi thì mình giao luôn cái chậu bự ha. Nên để cho chứ mà giao thì nó phức tạp lắm, giao mà nó có cây mà nó lỏng la vậy thì nó mà giao luôn cái chậu bự thì nó không hay, nó sẽ dễ gây tình trạng là chém, tức là chất chồng nó sẽ chém cây làm cho cây bị dập. Thì thà gọn mà nó lại tốt hơn. Giờ chúng ta trồng lại thôi thì cứ dễ trồng, cứ lấy cái chung này rồi bỏ vỏ thông chung quanh là sống thôi. Và nếu vỏ thông phai đất nung càng tốt, và chúng ta có phân tăng chậm, phân tăng trì gì đó chúng ta gãi thì cây thiên nga nó sẽ phát triển mạnh. Thì cây thiên nga này thì một cái củ nữa thì có khả năng có bông mối, tại vì cây này là củ khỏe rồi, tuy là cây con nhưng mà củ rất là khỏe mạnh. Dòng thiên nga thì thường được mọi người yêu thích thì vì lý do là hoa nó rất là thơm mà đẹp. Nếu biết trồng thì cây này cực kỳ dễ trồng, chúng ta không cho nước nhiều mà cũng không được thiếu nước. Thiên nga là cái thân này nó chứa nước rất là nhiều, nên thành ra nếu mà thiếu nước nó sẽ bị tình trạng là khô, không phát triển mạnh, còn nếu dư nước thì dễ bị tình trạng thối. Thì cây thiên nga thì mỗi năm nó phát triển một củ, thì khi nó rụng cái củ lá thì nó sẽ ra bông, hoặc là lúc mà nó gần rụng lá là nó sẽ ra bông, xong rồi nó rụng vàng vàng lá nó ra bông.